sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chia sẻ cái quyền sử dụng trên các điện thoại qua cho cái điện thoại hay là cho người dùng khác. Thì mọi người có thể bấm vào cái mục gửi e-cây này. Ở đây cũng có các cái tùy chỉnh nè, thì mọi người có thể chọn là vĩnh viễn hoặc là theo thời gian. Sau đó mọi người nhập cái tài khoản của cái người mọi người muốn chia sẻ là email hoặc là số điện thoại mà đã đăng ký á. Thì ví dụ mình nhập số điện thoại đã đăng ký vào đây. Rồi sau đó mọi người đặt tên cho cái người mọi người muốn chia sẻ. Rồi ở đây nó sẽ có cái mục là cho phép mở khóa từ xa hoặc là không. Thì mọi người tùy theo mọi người bật lên. Sau đó mọi người bấm vào nút gửi. Như vậy là chia sẻ thành công nha. Hoặc là mọi người có thể bấm vào cái mục quyền quản trị này. Đây thì ở đây nó có cái mục tạo quản trị nè. Hoặc là mọi người bấm vào đây. Chọn vào đây. Thì cũng sẽ tương tự. Khi mà mọi người chia sẻ ở đây á, thì cái người dùng này sẽ có những cái quyền cài đặt hoặc là điều chỉnh xem lịch sử cũng tương tự giống như là cái app chủ admin đầu tiên kết nối với khóa vậy á. Và mọi người cũng thực hiện các cái thao tác nhập thông tin vào tương tự như vậy.